I just wanna love myself now. 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 그대와는 달리 왠지 볼품 없다 해도 fine. Hello, hello. Sao đã quay lại cùng video swat và review song mới rồi đây? Lâu lắm rồi thì Sao chưa quay lại với 3CE, thương hiệu đình đám từ nhà Starlanda Hàn Quốc. Hôm nay thì chúng mình hãy cùng Sao khám phá dòng son thoại mới nhất của 3CE mang tên là Blur Matte Lipstick nha. Đây là chiếc son sáp lì cải tiến được 3CE hứa hẹn là sẽ mịn lì, nhẹ tinh. Hộp giấy son được phủ tone bạc metallic đơn giản với chữ in đen. Ấn tượng với Sao nhất thì chính là thiết kế của thỏi son. Thỏi son với một mặt phẳng ánh metallic in chữ 3CE nổi bật, phần len này bọc lên đỉnh và đáy son. Các góc còn lại hãng bo tròn ôm với chất liệu nhựa dày đúc, trong suốt được đồng bộ với từng màu son riêng biệt. Vậy nên là chúng mình có thể dễ dàng nhìn thấy loại son bên trong. Tuy bao bì son bằng nhựa thôi, nhưng mà Sao cảm thấy cầm rất là nặng, chắc tay. Phần xoay son bên trong cũng được làm bằng kim loại xoay rất là xịn sò, không bị lỏng lẻo. Lõi son bên trong với dáng trụ tròn bát xéo, bảng màu son thì lên đến tận 10 màu. Chi tiết từng màu như thế nào và chiếc son ra sao thì mọi người hãy cùng Sao khám phá ngay nhé. Vì son không có số thứ tự cho nên là Sao swatch random nha. Mở đầu với Apricot Filter, một hỗn hợp san hô sáng nhiều cam thuộc về tông ấm, quyện cùng chút be nâu. Màu son này khá là tươi với nền nude cho nên sẽ cần bạn kết hợp cùng make up nhấn nhá nền mắt má cho xinh. Chiếc son Blur Matte khiến Sao mê ngay từ khi chạm với sự mướt mềm nhưng mà vẫn lì mịn. Ở những màu sáng như Apricot Filter thì màu son cũng không hề bị bột. Tiếp nối thì Sao có màu son Peanut Beige, sắc kem nude ấm có ẩn đỏ. Tương tự như là Apricot Filter thì màu son này cũng sẽ cần make up đi kèm. Chiếc son mịn lì này rất là mướt mềm, dễ loang màu cho nên chị em mình có thể dễ dàng mix line màu nhiều màu son khác nhau hoặc là tán được nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau của cùng một màu son. Như hai màu đầu này dùng để làm nền, để tan các màu đậm vào lòng môi ombre xinh lắm lúc này. Sorry Cinnamon là sự hòa mình của hồng nâu cùng base đỏ, tạo ra một màu son hồng gỗ trung tính siêu đẹp và siêu dễ dùng. Độ lên màu của 3CE Blur Matte thì tầm 60% ở đường màu đầu và rõ đậm tối đa ở lần trồng màu thứ 3, điểm cộng lớn cho chiếc son siêu nhẹ môi. Dù có tô đậm dày đi nữa thì Sao thấy môi mình cũng siêu siêu nhẹ và siêu thoải mái. Đến với Neutral Way, một kem đỏ hồng lạnh tươi, màu son nổi bật nhưng mà có đỏ chủ đạo cho nên rất là tôn da, có thể dùng trên mặt mộc được nếu mà tán mỏng. Tỷ lệ hồng trong màu son này nhiều cho nên chỉ cần tán mỏng ra hoặc là son trôi đi một xíu thôi, ánh hồng sẽ hiện rõ lên. Finish của son khi vừa chạm môi đã lì mịn như nhung, nhìn rất là đã mắt. Màu son A No Way là sắc tím hồng pha cùng chút đất thuộc về tông lạnh. Màu son siêu đẹp nhưng mà Sao thấy sẽ hơi khó được lòng chị em Việt Nam mình. Son sẽ cần make up đi kèm và hợp nhất cho da có undertone từ neutral đến cool. Màu này các chị Hàn Quốc thích lắm nè. Mặc dù là chiếc son sáp lì nhưng mà Sao thấy son không hề bị khô. Để lớp son sáp lì mịn trên môi á thì chị em mình nhớ tẩy tế bào chết cho môi thật sạch nha. In the Fog là tông hồng sữa nút nhạt, đây cũng là màu son nhạt nhất trong cả 10 màu. Vậy nên Sao thấy em ấy sẽ phù hợp để làm base, để mix cùng các màu son khác hơn là dùng đơn lẻ. Điểm cộng lớn nhất là chiếc son không mùi. Dù Sao cố ngửi kỹ đi nữa thì cũng chỉ ngửi được mùi sáp nhẹ tự nhiên của son thôi. Chị em mà nhạy cảm mùi hương thì vô tư khỏi lo lắng gì hết nha. Cái tên tiếp theo Rosiness là màu son hồng trà, hay cụ thể là hồng đất ngả ấm. Sắc hồng đất không quá nhiều nâu này sẽ là lựa chọn sáng giá cho chị em thích nhiều hồng nhưng mà không lo bị sến. Chiếc son mướt mềm này Sao thấy còn giúp làm đầy rãnh môi. Tổng thể lớp son sẽ mịn mờ vân môi, khiến lớp môi như là một lớp vải nhung mờ lì đều màu rất là đẹp. Pearl Layer là sự hòa quyện của hồng cam cùng base đỏ, tạo ra một màu san hô trung tính tươi rực rỡ. Màu son tươi và như phát sáng ở trên môi cho nên sẽ hợp nhất cho các bạn sở hữu da trắng răng trắng kết hợp cùng make up đi kèm. Chiếc son không khô nhưng mà sau 2-3 tiếng apply á thì Sao thấy môi mình sẽ hơi se khô dần do bay hơi dưỡng. Để son đẹp nhất thì chị em team môi khô mình cứ lau apply lại một lớp son mới là xinh liền à. Tiếp nối là Misty Day, một sắc hồng cánh sen tươi lạnh mà người Hàn rất là ưa chuộng. Tuy vậy thì đối với tone da vàng người Việt thì son chỉ hợp nhất cho các bạn có da trắng, răng trắng. 3CE Blur Matte Lipstick thì cố định trên môi Sao khá là tốt. Khi va chạm son thì chỉ để lại dấu màu rất rất mờ. Trung bình sinh hoạt thì Sao thấy son bám được tầm từ 5-8 tiếng. Đây là một độ bám Sao thấy khá là tốt của chiếc son sáp thỏi mướt mềm. Màu son cuối cùng Mau Drizzle là sắc đỏ trầm, sánh trong ánh hồng tím lạnh cho ra sắc đỏ rượu vang. Màu son này không khiến tone da nhưng mà chị em mình nên kết hợp cùng make up nhấn nhá để tránh bị già nha. Mỗi bé son thỏi Blur Matte Lipstick có trọng lượng là 4g, đang được 3CE bán với giá sale tầm 460.000 cho một thỏi.
Tổng quan thì sẽ thấy 3CE Blur Matte Lipstick là dòng son thỏi với chiếc son mịn mượt, đều màu cho finish mờ lì trendy, chiếc son đồng đều trên cả 10 màu son, bảng màu son đa dạng và thời thượng, có đủ các tone màu hướng đến thị trường quốc tế, phục vụ được nhiều nhu cầu thị hiếu khác nhau. Với người Việt thì Sa nghĩ hai màu Salty Cinnamon và Rosiness sẽ rất là dễ dùng. Bản thân Sa thì thích nhất màu Salty Cinnamon và Norway. Nếu mà 3CE có sự bổ sung thêm các màu đỏ nâu, cam cháy nữa thì sẽ mê ly luôn. Trên thang điểm 10 thì Sa xin cho 3CE Blur Matte Lipstick 8.5. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sa cảm ơn mọi người thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Beauty Nhà Quay nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.